Trân trọng kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ 6, 23 tháng 2, bốn, Thưa quý vị, trong khi đang bị các vụ uh, truy tố đủ thứ về liên bang, có tiểu bang, có tổng cộng là 4 vụ hình sự. Một vụ tại New York, một vụ tại uh, Georgia và hai vụ ở liên bang. Thì ngày hôm qua các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã lại cái là phản kháng một cái vụ trong cái chuyện mà ông bị tố cáo ăn cắp hồ sơ mật đem về nhà mình ở Malago. lago uh, trong cái gọi là thư phản kháng 70 trang gửi cho tòa thì họ nói rằng là ông trump có quyền miễn tố trong cái chuyện này tức là trong lúc ông làm tổng thống thì ông làm cái gì cũng không bị truy tố hết và chúng ta biết là khác với trường hợp của ông joe biden ông joe biden giữ hồ sơ mặt sau đó thì phát hiện ra thì ông đem trả và ông kêu fbi đến nhà ông khám còn ông trump nó kêu một tháng rưỡi trời không trả à, cái gọi là national cai văn khố yêu cầu trả cũng không trả Mãi đến tháng 8 năm hai, FBI phải có xin cái chát tòa đến nhà ông mới tịch thu được cái loại hồ sơ này. Thì bây giờ bên trong cái 70 trang mà các luật sư của ông đưa lên tòa đó đòi là không được truy tố vụ này bởi vì ông là có cái đặc quyền, đặc miễn, đặc quyền của hành pháp trong vai trò tổng thống. Thì một trong những cái mà họ nói ra là rất là buồn cười họ bảo là cái, cái chuyện ông quyết định lấy hồ sơ đem về nhà đó là quyết định đó đã được thực hiện ngay trong lúc làm tổng thống thì cái đó không bị truy tố nó cười, cười có nghĩa là gì tôi vô nhà quý vị tôi ăn cắp tiền tôi mang về không? nhà tôi nhưng mà cái suy nghĩ ăn cắp tiền là tôi nghĩ trong lúc tôi đang ngồi trong nhà tôi thì không thể nói rằng là uh, tôi ăn cắp đồ cho nhà quý vị đó đại khái thì ông bảo các luật sư ông bảo là cái 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 suy nghĩ đó quyết định đó được thực hiện trong lúc làm tổng thống và sau khi hết làm tổng thống mới mang hồ sơ nó về thành ra không thể truy tố được thì không biết là tòa có chấp nhận chuyện này hay không nhưng đó là một trong những cái lập luận mà bên luật sư của ông đưa ra ngày hôm qua trong khi đó thưa quý vị ngày mai là ngày 24 tháng 2 là đánh dấu 2 năm Nga xâm lăng Ukraine thì à, ngày hôm nay thưa quý vị thượng nghị sĩ chức xâm mờ của Đảng Dân Chủ tiểu bang New York là trưởng khối đa số của Thượng viện đã có mặt dẫn đầu một phái đoàn thượng nghị sĩ đi thăm Ukraine à, theo dự trù ngày hôm nay thì ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky tại thành phố Lviv cũng như vị tổng tư quân đội mới được bổ nhiệm à, chuyến đi của ông Summers à, đây là lần đầu tiên ông đến trong vai trò là trưởng khối thiểu số và ông cho biết là ông muốn đến để xem cái tình hình ở tại Ukraine như nào cũng như vận động để cho các vị à, dân biểu cộng hòa hiện nay còn đang là lưỡng lự chưa chịu bỏ phiếu cho cái dự luật 95 tỷ đô la mà thượng viện đã thông qua trong đó 60 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine và ông cũng nói rằng là ông đến đây ông mới thấy rằng là nếu mà bây giờ muốn uh, chống lại Nga cũng như phản kháng cái cuộc uh, bà xâm lăng của Nga thì phải cho uh, thêm tiền cho Ukraine. Và mọi người nhìn thấy rằng đây là cái coi như cố gắng cuối cùng của ông để mà ảnh hưởng cái thành phần mà gọi là cánh uh, hữu cực đoan ở trong uh, Hạ viện hiện nay chống chuyện này cũng như là để thuyết phục ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện, bởi vì ông nói là tất cả đều nằm trong tay ông uh, Uh, Mike Johnson Liệu cái này có ảnh hưởng không chúng ta không biết Nhưng mà ông Summer nói rằng như thế này uh, Chúng tôi nghĩ là uh, Chúng tôi có thể uh, Giúp cho Ukraine rất mạnh mẽ Đặc biệt là đến đây tôi thấy Có những bằng chứng cho thấy uh, Là Ukraine đang Thua cuộc chiến hoặc là Quý vị biết đó đang rút lui Khỏi cuộc chiến đó một trong hai Cái khả năng đó thành ra ông nói rằng Là Ờ uh, cái uh, chuyện mà hỗ trợ cho Ukraine là điều cần thiết để Ukraine có thể chiến thắng cuộc chiến này nếu mà chúng ta muốn như vậy và ông cũng nói luôn là bản thân ông Mike Johnson là cái người ủng hộ cái uh, những cái gì mà người Ukraine làm để chống lại người Nga nhưng mà vì ông bị kẹt là bởi vì ông bị ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump hiện nay đang gây sức ép với lại ông uh, Mike Johnson là đừng thông qua cái dự luật này vì cái chính sách của ông Trump là America First Thành ra thưa quý vị chúng ta cũng biết là đầu tiên cái dự luật này nó là 118 tỷ đô la đã, cũng đã được Thượng viện soạn thảo chưa thông qua thôi và trong đó bao gồm vấn đề biên giới theo đúng như bên phía Cộng hòa muốn là an ninh biên giới nhưng sau đó bên Cộng hòa bảo là như thế an ninh chưa đủ thế cho cuối cùng bên Thượng viện nó là bỏ cái đó rồi họ mới lấy cái vấn đề an ninh biên giới ra bây giờ chỉ có viện trợ không thôi thì bây giờ ông Mike Johnson đang đòi gặp ông Joe Biden để bàn và ông Mike Johnson đòi đem trở lại cái vấn đề biên giới vô trong dự luật này tất nhiên là là nó sẽ khác với cái mà dự luật của bên thượng viện nhưng mà nói chung ông Chuck Schumer đi qua bên Ukraine ngày hôm nay là để gây áp lực với bên phía cộng hòa cũng liên quan đến vùng châu Âu thưa quý vị ông thủ tướng Mark Rutte người rất là cao lớn của Hà Lan vừa mới hết cái nhiệm kỳ của mình sau khi ông làm thủ tướng của Hà Lan thì hiện nay ông đặt được đề cử làm tổng thư ký khối NATO ban đầu thì Mỹ và Anh ủng hộ vai trò này và ngày hôm qua thì có thêm đức và pháp nữa hai quốc gia cũng là quan trọng trong khối nato đã ủng hộ ông mark Ruth. ông mark Ruth này mở ngoặc chút xíu quý vị là hôm cũng cách đây không lâu đội chừng hơn tháng hai tháng ông có đến thăm việt nam người ông cao lớn lắm và bây giờ ông hết làm thủ tướng và bây giờ bốn quốc gia này đặc biệt là thủ tướng olaf Scholz của đức ủng hộ và nói rằng ông là một ứng cử viên đặc biệt không có gì để chê trách hết Uh, phát ngôn viên của ông Sol cho biết là Thủ tướng Sol ủng hộ cái sự đề cử ông Rút uh, trong vai trò Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc thay thế ông John Stoltenberg sắp sửa hết nhiệm kỳ. Vì ông Rút này có kinh nghiệm rất lớn và là một cái người, một chuyên gia về an ninh rất là tuyệt vời. Và đặc biệt ông này có khả năng ngoại giao, tên tài ngoại giao. Thì uh, cái sự ủng hộ này của uh, Đức được đưa ra sau 24 giờ vận động mạnh mẽ của cái người mà cái ông ông thủ tướng Mark Ruth này và hiện nay thì uh, coi như còn một số quốc gia đang lưỡng lự chưa ủng hộ ông này nhưng mà nói chung uh, có bốn nước quan trọng Anh Pháp Đức là ba quốc gia lớn ở tại châu Âu và đồng thời là có Hoa Kỳ là một quốc gia lớn ở trong khối NATO quốc gia có là lớn nhất mạnh mẽ nhất thì uh, theo luật đó uh, ông Mark Ruth phải được tất cả 31 thành viên khối NATO ủng hộ rồi sau đó ông mới được bầu để thay thế ông Jens Stoltenberg. người giữ trù sẽ hết cái nhiệm vụ này vào tháng 10 năm nay trở lại với tình hình Việt Nam, thứ vị biển Đông tiếp tục căng thẳng giữa hoặc giữa Việt Nam và Trung Quốc chúng ta biết là tháng 12 năm ngoái khi ông Tập cận bình sang thăm Việt Nam Việt Nam đã tiếp tốt một cách trọng thị có thể nói là từ trước giờ chưa ai bằng hết À, và mặc dù Việt Nam đó thì luôn luôn là để cái chuyện là tranh chấp Biển Đông qua một bên Họ không muốn dính vào những chuyện khác Trong khi đó, kinh tế với Việt Nam Trung Quốc rất là tốt Và hiện nay thì Việt Nam bán sầu riêng, bán các thứ qua Trung Quốc Và mua các cái nguyên liệu của Trung Quốc để sản xuất Cho nên Việt Nam không muốn kéo cái chuyện Biển Đông vô Biển Đông thì kéo vô nó hỏng việc à, nó Để tách riêng ra để nói chuyện Và thường thường nó thỏa thuận của Việt Nam Trung Quốc là Khi mà có những cái xung khắc ở Biển Đông nó Họ thường thường nói với nhau, nó nhỏ với nhau Không ra công khai nhưng mà trong những ngày qua thì không biết là có phải vì như vậy mà Trung Quốc lợi dụng hay không thì chúng ta không biết hay là gì đó nhưng mà thưa quý vị Đại Á Châu Tự Do trích lời cái dự án Sea Life của Đại học Stanford mà do giáo sư Raymond Powell đứng đầu và ông này có sử dụng có dùng, những cái dùng hình ảnh satellite tức là vệ tinh đó, thì cho thấy là tàu hải cảnh lớn nhất thế giới Trung Quốc mang số hiệu CCG 5901 như quý vị thấy trên màn hình đó. À, không, chiếc đèn phải, cái chiếc 5901 kìa, đó. À, chiếc này tới 12.000 tấn vừa quay trở lại bãi tư chính, nơi mà Việt Nam có giàn khoan dầu khí uh, của Vietsovpetro à uh, hợp tác với lại Nga. Thì tàu này đã bật tín hiệu theo dõi biển tức là AIS vào hôm 20 tháng 2 khi vừa qua khi họ đến gần bãi tư chính. Thì trước đây đã cách đây vài ngày dữ liệu của Marine Traffic cũng cho thấy là cái tàu này có uh, đi vào vùng bãi tư chính sau đi ra nhưng hôm nay trở lại thì uh, bên phía Việt Nam có cái tàu kiểm ngư 261 đã theo dõi cái đuôi tàu hải cảnh này. Đó là theo cái uh, cái hình ảnh mà ông Raymond Powell đưa ra cho thấy như vậy. Thì uh, tàu uh, 5901 của Trung Quốc rời cái cảng Tam Á, đảo Hải Nam ngày 14 tháng 2 và như vậy là hôm nọ đã vào bãi thứ chính một lần. Bây giờ sau đó đi ra bây giờ vô trở lại không biết ngày hôm nay nó ra hay chưa. Nhưng mà hiện nay đó thì thưa quý vị cái vùng này là cái vùng mà trước đây nó, nó cách bờ biển vũng tàu uh, bà rịa vũng tàu khoảng 160 hải lý có gần nằm trong cái vùng 200 hải lý của việt nam nhưng nó lại nằm trong cái vùng mà đường lưới bò chín đoạn trung quốc liếm vô cho nên trung quốc gây nhiễu ở vùng này để việt nam không thể khai thác được bởi vì vùng này trước đây cũng đã có mấy cái hãng là có một hãng tây ban nha phải rút ra việt nam phải bồi thường đó là một, một tỷ đô la bây giờ chỉ còn có nga với việt nam uh, khai thác thôi mà trung quốc cứ vô gây nhiễu như vậy để chắc chắn là đe dọa nga và đe dọa việt nam thì việt nam sẽ bị kẹt thì ở cái chỗ này nè uh, nga trước đây đó sở dĩ việt nam đó, để mới hãng đi ra mà để nga trở lại bởi nga là một cường quốc thì nga không có sợ trung quốc nhưng mà các chuyên gia phân tích cho biết thì hiện nay đó thì nga đang coi như là thuộc loại là chư hầu trung quốc bởi vì nga xâm lăng ukraine rất cần sự trợ giúp của trung quốc có thể trung quốc biết là trung quốc đang ở trên cái thế mạnh cho nên ép nga đương nhiên ép nga thì nga sẽ không rút ra khỏi đây nhưng mà họ dùng tàu bè tàu hải tàu cảnh sát biển vô họ đe dọa thế và có thể họ áp lực với Putin kêu cái công ty dầu của Nga rút ra thì khi rút ra còn Việt Nam không thì Trung Quốc dễ quậy lắm và Trung Quốc họ không chống này họ chỉ nói hey, anh muốn khai thác thì ở trong vùng này tôi với anh đang trồng lên nhau trồng cái gì mà trồng không biết đó. cái đường lưới bò chín đoạn đã bị tòa trọng tài quốc tế hàng 16 chém rồi nhưng mà Trung Quốc không không quan tâm không không chấp nhận phán quyết đó tức là của Việt Nam đây Trung Quốc vẽ cái đường trồng lên đây bảo bây giờ những cái vùng chung này chúng ta khai thác chung với nhau Khai thác chung với nhau, với Trung Quốc là thôi thà, đừng khai thác còn sướng hơn. Đó. Và nếu Trung Quốc họ cứ làm như thế này, thì sẽ rất kẹt cho Việt Nam, và họ đã thành công trong chuyện này trong thế qua. Bởi vì thưa quý vị, trong cái uh, gọi là gì? Ờ, trong kinh tế nó có một cái nó gọi là opportunity cost, là cái chi phí cơ hội. Có nghĩa là gì? Nếu tôi có 100 đô la, tôi đầu tư, tôi làm cái gì đó, tôi sẽ lợi hưởng cái gì? Còn bây giờ tôi không có 100 đô la, tôi mất cái cơ hội đó, thì tôi không biết là cái 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 bất tôi mất bao nhiêu có thể đối với 100 đô la tôi kiếm được một ngàn đô la nhưng vì không có 100 đô la này tôi mất có 1.000 đô la tôi gọi là opportunity cost thì Việt Nam bây giờ nếu mà không bị Trung Quốc quậy phá là thì họ có thể khai thác dầu ha à, sử dụng trong nước và có thể dư đem bán xuất cảng nước ngoài lấy cái tiền đó để nuôi dân nhưng vì Trung Quốc làm như thế này Việt Nam bị kẹt nhưng Việt Nam không dám lên tiếng gì cả bởi vì như tôi nói là họ hứa với nhau là nói trong chốn riêng tư với cái thứ hai nữa Việt Nam giờ làm giữ trong cái chuyện này thì Trung Quốc có thể là họ gây áp lực Việt Nam trên đất liền ví dụ như họ đóng biên đóng cửa biên giới thì từ vị hàng hóa Việt Nam là ăn mày quý vị nhớ Tết năm 2003 cả mấy ngàn chiếc xe chở mít này chở dưa hấu này chở thanh long này bị kẹt biên giới Trung Quốc đó thành ra là cũng kẹt cho Việt Nam cũng liên quan đến Việt Nam thì thư vị công ty Bamboo Airways lại gặp khó khăn họ tuyên bố cho biết là họ trả lại 3 chiếc phi cơ và giảm một số chuyến bay nội địa Uh, hãng hàng không này cho biết là báo trả hết ba chiếc phi cơ Embraer E190 đang thuê và dừng các chặng từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đi Côn Đảo, Huế cũng như Hà Nội Đồng Hới. Hãng này từng thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cái ông mà gọi là quyết còi đó, à, quyết lùa gà đó, ông này giờ ngồi trong tù. Và sau khi ông này bị bắt thì nó bị xuống có thể nói là không phanh xuống kinh hoàng luôn. Ông này hồi đó bị bắt với cái tội thao túng thị trường chứng khoán hồi tháng 3 năm 2022. Thì Embraer Y19 là loại phi cơ phản lực cỡ nhỏ do Brazil sản xuất Mức tiêu thụ nhiên liệu lại cao nhưng mà lại chở được hành khách một nửa So với lại Airbus A320 là 321 Thì tạp chí tri thức ngày 23 tháng 2 là hôm nay cho biết Bamboo Airways đã và đối tác đã cho thuê Phi cơ đã đạt thỏa thuận là chấm dứt sớm hợp đồng thuê ba chiếc phi cơ Embraer 190 Sau khi lịch bay mùa đông kết thúc vào cuối tháng 3 này và như vậy thì hành động được mô tả là trong khuôn khổ tái cấu trúc của Bamboo và diễn ra sau khi hãng này đã ngừng khai thác loại Boeing 787 hồi tháng 11 năm ngoái và tiếp tục trả sớm các cái phi cơ mà Embraer một i 190. Như vậy là các cái đường bay bằng Embraer 190 từ Hà Nội Sài Gòn đi Côn Đảo, Huế và đi Hà Nội đồng hới coi như bị ngừng lại. Thì bản tin của tri thức cho biết là đại diện Bamboo Airways giải thích là trong điều kiện quy định trần giá vé máy bay nội địa loại phi cơ này tức là Embraer i 190 Không gánh lỗ nổi Đã, Không có cơ hội cải thiện thêm là Tình hình kinh doanh tôi, tôi trả Như vậy là tính từ đầu tháng 4 năm ngoái Bamboo Airways chỉ còn khai thác Cái dòng phi cơ mà Airbus 320, 321 trên các tuyến đường chính Nội địa quốc tế Ví dụ như là từ Bắc Nam Từ Hà Nội, Sài Gòn hoặc Sài Gòn ngược lại Hà Nội Hoặc đi Đà Nẵng và một số địa phương khác Thì ngoài cái chuyện trả phi cơ Thì để cắt giảm chi phí lỗ lãm Bamboo Airways tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động lao động cũng như công nghệ của mình. Như vậy là hồi đầu tháng này, ở cái ông Phan Đình Tuệ, cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank đã được bổ nhiệm làm tân chủ tịch Bamboo Airways thay dòng Lê Thái Sâm này lên được mấy tháng à? ờ, Hiện tại, coi như Sacombank là là chủ nợ lớn nhất của 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 ông của của Airways. Sacombank là sở hữu của đại gia Dương Công Minh như vậy là thưa quý vị trong hồi năm ngoái tới giờ bamboo airways đã thay đến 3 lần tổng giám đốc gồm các ông nguyễn minh hải nguyễn ngọc trọng lương hoài nam và bây giờ đến ông sâm và sắp tới đây là tới một ông khác thì đó là bamboo airways của quyết còi đã bị đang bị banh văn càng thưa quý vị trở lại đề tài cao tốc việt nam đang nóng hổi trong những ngày qua đặc biệt là sau khi tết thưa quý vị có vụ mà à, la sơn cam lộ mà chết ba mẹ con đó dư luận trong nước phải và đó là phấn đốt và tôi với anh Cô Nguyễn đã làm chương trình về chuyện này và tôi cũng nói chuyện này là tôi ở Việt Nam không đủ trình xây cao tốc thì ngày hôm nay báo tuổi trẻ lại ghi nhận là dọc cái đường cao tốc mới dầu dây Phan Thiết Vĩnh Hảo rác hai bên quá trời luôn bà con ơi dọc hai tuyến cao tốc này dài khoảng 200 cây số đủ các loại rác như chai nhựa khăn giấy bao bì đó. báo tuổi trẻ có làm một công sự cho biết là các cái núi cái cái cái, cái nút giao thông đi vào những cao tốc này đó là và những cái chỗ mà chạm dừng khẩn cấp đó hầu như điểm nào cũng có rác bên mương thoát nước đến các nút giao thông nút giao của Phan Thiết dầu dây như ba bầu quốc lộ 55 DT720 càng rùng mình hơn đến mùi xúe mà người ta đi cao tốc xả rác để lại. Ông Phạm Quốc Huy giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết lượng rác xả hai bên cao tốc tăng đột biến kể từ khi nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Ông cho biết là người đi đường mang theo đồ ăn, nhiều người dừng nghỉ ăn xong xả lại các bao bì chai nhựa trên các điểm dừng khẩn cấp. Ông cho biết thêm nhiều chủ đầu tư đã đề nghị các đơn vị quản lý vận hành tạm thời cao tốc Văn Thiết, à, Vĩnh Hảo Văn Thiết cử lực lượng dọn dẹp số rác này. Ôi trời trà, người ta xả vì không có chỗ để cho người ta dừng. Người ta dừng tạm, người ta ăn xong là ta quăng xuống và hai bên cái mương đó bây giờ phải đi dọn dẹp. Thưa quý vị, cái này nó không phải vấn đề dơ giấy không. À, đó quý coi những cái hình như ban kỹ thuật thì coi cho coi hết mấy cái hình của báo tuổi trẻ nó không phải chỉ là dơ giấy không mà nó mà rác mà thả như vậy đó ảnh à, hưởng thôi thối là không kể rồi nhưng mà để lâu đó quý vị nó, nó nó dồn lên và nước đó, khi mà nó chảy trời mưa nó không tiêu được và nó đọng lại nó ngấm nó sẽ làm hỏng mấy cái mà gọi là cái 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 cái, cái bệ của đường cao tốc ở đường cao tốc nó đổ cát lên nó xây lên nó đổ nhựa lên cái dưới bao giờ nó thấp đấy để cho nước mưa tràn xuống đó thành ra vấn đề cao tốc này bây giờ là đang cái là bị cái là chỉ trích là làm không có quy hoạch làm vội vã rồi bây giờ lại đến vấn đề vệ sinh thì ngay thời điểm này ngày hôm nay uh, thứ sáu tháng ba tháng 2 cái báo mạng là vn Express là có thể nói là tờ báo hàng đầu việt nam được nhiều người việt nam coi nhất thì hình như là họ gợi ý việt nam nên học người mỹ cách xây cao tốc họ cho họ viết cái bài tầm nhìn giúp mỹ xây hệ thống cao tốc hàng đầu thế giới họ đề cập đến cố tổng thống Eisenhower người đã nhìn thấy cái gọi là quan trọng của cái hệ thống cao tốc ở Mỹ như thế nào từ đệ nhất thế chiến khi mà ông làm một chỉ làm một thiếu tá bình thường ông đó là chuyển quân từ bên miền đông qua miền tây và ông đi đường ông có thấy rằng nó trở ngại nhiều quá đường có chỗ rộng chỗ hẹp rồi đồi núi tùm lum la đó chính nhờ đó mà ông khi lên làm tổng thống năm 1956 ông đã ra lệnh và thông qua những luật thực hiện mà bây giờ Mỹ sau này có tới 72.000 km cao tốc thì uh, bây giờ cái cao tốc này của Mỹ đó, nó gọi là bên Mỹ nó gọi là highway thì nó gọi là viết tắt là ISS tức là Interstate Highway System tức là hệ thống uh, đường xá đường cao tốc liên bang đó thì ban đầu nó được xây ở vùng trung tây ở Detroit, Missouri đó đại khái bắt đầu lan ra các thành phố khác rồi bắt đầu dần dần là trở thành cái hệ thống chiến lược không những để di chuyển hàng hóa mà là nếu có chiến tranh thì di chuyển kịp ví dụ mà di tản từ chỗ này qua chỗ kia đủ hết thì Mỹ họ làm như thế thì đến thập niên 1990 Trung Quốc cũng bắt đầu mới bắt đầu làm cái hệ thống này và đến cuối năm 2002 bắt đầu năm 2001 là bắt đầu Trung Quốc vượt qua Mỹ về cái số này rồi đến 2022 tổng chiều dài cái cao tốc của Trung Quốc giờ lên tới 177 000 km Coi như lớn nhất thế giới. Đó. Mỹ vậy còn thôi nhưng mà hệ thống cao tốc của Mỹ là ngon lành lắm. Thì sau này khi ông Eisenhower ông làm tướng chỉ huy ở bên ở châu Âu lúc mà để gì thế chiến ông chuyển quân ông thấy cái hệ thống đường cao tốc của Đức sao nó hay quá. Nó đi rộng rãi chạy thoải mái đến bây giờ mà chạy là không có giới hạn. À, ông ấy bảo là chuyển quân như vậy là tốt về mặt chiến lược về mặt lưu thông luôn là nó làm cho nó là nền kinh tế tăng lên bởi vì mà đi mà xe hàng hóa mà chở mà bị kẹt lại là giá thành nó cao đúng không họ đi tới đâu rồi xuôi tới đó. đó. chứ kẹt là hao xăng đó đại khái như vậy thì ông mới thấy cái hệ thống bên đức thì ông về ông làm đó, ông làm khi ông lên làm tổng thống thì uh, ông thấy rằng là cái mạng lưới cầu đường kết nối các vùng đất của mỹ là rất quan trọng đó. và sau đó thì trong cái uh, ông mới ra lệnh làm cái làm cái cái cái, cái hệ thống này nhưng mà cái kế hoạch ông đưa ra đó là nó có những cái điểm quan trọng. Đó. Nó có bốn cái yếu tố quan trọng. Đó. Thứ nhất là tính an toàn. Trong bối cảnh Mỹ khi đó ghi nhận khoảng 36.000 vụ chết người mỗi năm vì tai nạn giao thông. Và gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế. Đó. Tiếp theo là các cái tuyến đường hiện có và ảnh hưởng vận hành đến phương tiện nhiều người cho rằng đường xá xấu làm tăng chi phí vận chuyển khiến giá tăng và người tiêu dùng phải gánh hậu quả đó là cái yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba là an ninh quốc gia là mối đe dọa lớn từ nguy cơ tấn công hạt nhân ở mỹ đòi hỏi khả năng tiến hành sơ tán khẩn cấp các thành phố lớn và quân đội di chuyển nhanh chóng để thực hiện nhiệm vụ và thứ tư là hệ thống cao tốc cần phản ánh sức mạnh của nền kinh tế mỹ đó. những cải tiến trong giao thông vận tài phải theo kịp mức tăng dân số dự kiến của mỹ hơn nữa cải thiện đường xá cần thiết cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của kinh tế cũng như sử dụng hiệu quả tiền thuế của người dân đó có bốn yếu tố đó thì bây giờ Việt Nam tôi không hiểu tại sao mà không đạt những yếu tố này Đó. Ở Việt Nam thì tôi thấy là họ làm cái cũng hay là cái đường Hồ Chí Minh chúng ta biết rồi đó đường mòn Hồ Chí Minh trong cuộc chiến Việt Nam đó, là họ đi từ bắc đi vào đó, bộ đội đi đường bộ đi vào tải cái vào sau này đó là họ làm lại mặc dù chỉ có hai làn đường thôi nhưng mà làm từ bắt bó tới cao bằng chạy xuống tới mũi cà mau cái đường này thì chỉ có ở miền bắc và miền nam là đông người đi còn miền trung rất ít người đi nhưng mà nó là đường chiến lược nếu mà khi xảy ra chiến tranh với Campuchia hay là lào bất kể mình không thể biết được thì họ có đường là họ chuyển quân họ làm được mà không hiểu sao bây <laughs> giờ cũng giống như mỹ bây giờ mấy ông này không hiểu sao các ông bộ trưởng giao thông ông thủ tướng là duyệt mấy cái này các địa phương thi đua nhau làm mới bể quá đó thì bể như vậy thì nó ảnh hưởng đó thì cũng trong cái không khí này thì ngày hôm nay ở bên Việt Nam ông Phan Văn Mãi chủ tịch ủy ban nhân thành phố Sài Gòn ông lên tiếng hà bởi Sài Gòn bây giờ đang sắp sửa làm cái lên kế hoạch làm cái đường vành đai 4 à, và ông đã nói thẳng với lãnh đạo bộ giao thông vận tải luôn là phải làm đàng hoàng phải đáp đủ bốn làn xe bảo đảm an toàn và hiệu quả ông nói thế này chúng ta thiếu tiền nhưng có thể cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết để ưu tiên cho vành đai 4 Đừng vì vấn đề kinh phí mà làm không chuẩn cao tốc dẫn đến bất cập khi khai thác. Đó là ông mãi nói thẳng với lại đại diện Bộ Giao thông Vận tải ở Sài Gòn. Thì cái con đường này nó quy hoạch từ năm 2011, nó đi qua quý vị thấy vừa rồi trên bản đồ đó, đi qua Sài Gòn này, Bình Dương này, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Đó quý vị thấy không? Rất quan trọng vành đai 4 là nó làm cho xe cộ lưu thông qua năm tỉnh thành và không vướng trong đô thị, người ta đi bên ngoài nó rộng rãi thoải mái chuyển hàng hóa cũng được thì tổng chiều dài nó là 207 cây số, trong đó Long An nhiều nhất là 78 cây số, Bình Dương 47 cây số nữa. Đồng Nai 45 cây số nữa, Bà Rịa Vũng Tàu 18 cây số và Sài Gòn 17.3 cây số, tổng mức đầu tư là 107.000 tỷ đồng. Đó. Thế thì bây giờ ông mãi ông nói đó. Bây giờ đó bây giờ làm đó. Phải làm nhanh, làm đúng. Những cái chỗ một số chỗ đó có thể làm đi trên cao. À, đi trên cao nó có lợi thế gì? Làm nhanh, không phải đợi giải phóng mặt bằng rồi không cần cát và bây giờ nếu mà làm ở dưới là cần một lượng cát rất lớn mà cát hiện nay bây giờ đang là rất hiếm hoi ở ở tại việt nam và nhiều cái công trình khác bây giờ đang dành cho những công trình khác thì bây giờ làm ở trên cao tức là làm mấy cái đường mà đi trên cao đó đó mà làm trên cao như vậy sau này nó sẽ tránh được tình trạng ngập lụt bởi vì đồng bằng sông cửu Củ long với lại miền nam mà có thể trong tương lai vài chục năm có thể bị ngập lụt vấn đề mà uh, khí hậu toàn cầu nước cứ dâng lên đó thành ra ông đang đề nghị nó bảo là cái dự án nào không quan trọng ngừng lại làm dự án quan trọng làm cho đàng hoàng Chứ đừng có làm theo cái kiểu mà vừa rồi khi uh, 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 dầu dây phan thiết vĩnh hảo không có chỗ để đi tè đó, đại khái như thế đó, thì bây giờ tôi nghĩ là họ đóng góp rất là đúng mà tôi ngạc nhiên là tại sao tờ vietnamese tờ báo được báo mạng được nhiều người đọc nhất việt nam đăng cái bài này chắc họ ngụ ý bảo chúng ta nên học lấy quốc mỹ người mỹ mặc dù lúc quốc mỹ nó xấu lắm nó từng xâm chiếm việt nam rồi chúng ta không tin nhưng mà cái gì hay của người ta mình học chứ thì... Và tôi nói nhiều lần trên chương trình này Không hiểu tại sao nhiều người Việt Nam qua Mỹ học về không áp dụng được Rất là cơ bản à, Thầy trong Phạm An Mãi cũng nói như vậy Không biết là Bộ Giao thông có nghe không à, Đó là vấn đề thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn kỳ vị vào những ngày sau